Đấy, ngày hôm nay Quang Cường vào bếp. Hôm nay Quang Cường đang vào bếp này. Đấy. Rất đơn giản thôi. Hiện tại thì đã xong một món, đó là su hào luộc. Su hào luộc của con rồi. Cho tủ đá chưa ạ? Dạ. Cho tủ đá đi không nhanh. Rồi, tủ đá trên cùng lên. Su hào luộc. Đấy, đơn giản thôi. Tiếp theo là món sở trường của con Cường đây, thưa quý vị. Cắt vào luôn. Sườn xào chua ngọt. Mình sẽ cho những cái gì vào trong này? Đường. Đường hả? Đường. Sườn xào nha, không có cay nhá, chua ngọt thôi. Để không muốn ăn cay. Rồi, sau phần đường nha, khoảng 3 cái đường, tức là còn nửa cái xương. Đấy. Cái này là nó bay thật nhanh, và lửa nó lớn. Cái mắm này là không ổn lắm rồi. Ở cái mắm này không ổn lắm rồi. Chắc chắn là sẽ không ăn bằng nữa thôi, mưa lắm không nên mua nữa. Đường xong rồi. Giống này không được ngon lắm đâu. Chưa xô nhưng mà không đã lắm rồi. Có năng ngư. Năng ngư sẽ sẽ ngon hơn. Đây là đang nấu ăn có tâm nhất. Quả đất. Hôm nay Quang Hà sẽ chẳng phải làm gì cả. Đứng quay hình rồi. Phải đảo tay là đều, rửa thật mạnh để món sườn sẽ rất ngon. Bên đây cắt vỏ ớt vào không anh? Ớt vào thì nó cay quá, thích ớt thì ớt. Ớt thì cắt thêm. Ớt thì uống sườn xào chua ngọt đấy. Ớt thì phải hoa tiêu. Thì sườn xào chua ngọt. Còn đây mình không muốn ăn cay thôi. Thì ớt đây lấy ớt đi, hai quả thì hai quả, ớt thì hai quả. Thì lấy xuống đấy. Thế vào đây. Rồi đây anh cắt cái ớt đây, anh cắt. Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn thế. Cái này cháy rất nhanh nhá, nhà nhá. Rất là nhanh cháy, cho nên là phải bỏ ngay ra chứ không phải cháy ngay. Cháy là rất là ngon ngon ngay. Quay tiếp. Cameraman Quang Hà. Lô ly này, đấy, lượt này, đấy. Đấy. Cận vào này, cận này. Đang tập quay camera. Đấy, ngon không cả nhà ơi, rất là ngon đúng không? Từ từ, chạy cho cận này nhá. Rồi, ngon quá. Thơm, dã man. Thêm nhiều ớt cũng bị sạch. Rồi. Trường ra đây, trường ơi. Đây mình nhìn này. Đấy. Đây. Trường món ngon đặc biệt. Giới thiệu với cả nhà, đây bể cá Hà tự set up đây. Đây, trường ấy bảo trường này, trường.
Và cho món này á, là món gọi là trí tuệ của anh luôn này. Anh có mua món này là tuyệt nhất. Anh có món gà rang cũng ngon, nhưng món này chắc là không ăn được mà được. Để cá này hạt tự set up nhá. Ngon không? Rồi chưa? Được không chưa? À, bỏ đi rồi được anh ạ. Quay vào đây này, quay vào đây này. Đây, quay đi, quay. Đây, giới thiệu với cả nhà. Đạo diễn Nhật Trường. Đây, cảm ơn anh. Bây giờ chúng ta món tôm ra tép. Tiếp theo sẽ là món gì? Món tiếp theo là món gì đấy ạ? Món gọi là bắp gọi là tép, gọi là cái gì chứ? Đấy, cái này rồi. Đào tạo cái đều cái hãy đi xăm con bể cá nhé. Cái này thế bể cá các bạn. Cận và nhà chàng nhìn thấy con tôm này. Đấy, cho ăn nhá. Mấy em này đang rụt lên. Mày cơm quá trời cơm thì ông nói cơm ăn cơm nhà thì ông đi biết cái bọn mình đi ra ngoài nó ăn khác ở đấy nào chơi chẳng biết gì cả, đi cứ sang bên đường mà lấy chứ mình mua gì lấy người ấy không phải nạp tiền hết. Mà mày về đây mày bảo em đi lặn giữa mày thời gian phải vẫn còn kém nhiều nữa tiền đó, nhưng mà chơi là suy nghĩ cho mình khi mà anh ra đó suy nghĩ bắt đầu lại vơ không thể ho để suy nghĩ không cần thiết. Thôi mời cả nhà ra ngoài xem nhá. Lúc đầu đó là học đi và tụ hàng ngày ở đây thắp hương tụng kinh sì. Chuyện một béo tự may mắn tự đã đến mình tự không may đến mình không cần hay giận mình xin này xin xin gì đấy xin gì đấy chị ơi xin gì đấy đây giới thiệu ở nhà đây em bé Lucy đây xin đi. Mẹ lờ xì. Đây, giới thiệu cả nhà. Đó hoa hà cắm đây. Đẹp chưa? Tượng Phật này là Hà Bảo Tiến. Hà đi tham gia trong một chương trình từ thiện. Xong rồi thấy các anh chị đại gia đấu giá mà lâu quá. Thế thôi mình hô đấu giá luôn. Và thế là mình được. Tượng Phật này rất nặng. Đây là tranh nhà sư Trịnh Công Sơn, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây,
Đang hoa này Hà cũng cắm luôn này. Đấy. Tự đi mua về cắm này. Đi chợ thế xong rồi là người ta cứ mời mua hoa. Thế là mặc dù nhà rất nhiều hoa thế là cũng mua hoa về cắm. Đây còn một cái bể cá nữa. Lát nữa 7 giờ nó bắt điện lên. Đây mới đẹp này. Lát nữa bể cá này mới hiểu. Ôi giời, lộ vào người mình cả. Ôi giời. Quang Cường đã xong món đi chưa? Đây là món tép này. Tép. Ở đây gọi là ở đây. Ở đây gọi là con gì? Ở đây gọi là con sắp bắt. Tép luôn. Tép luôn. Mình đã học cách quay. Đang học cách quay đúng không? Trường này đúng không trường? Tam bên là tam, tam tam bên, tam bên, tam bên. Quần bù là xong. Anh trường luôn, trường luôn, tam bên là tam bên. Đường không anh? Có rồi. Đường với cả mắm bốn thì đúng không? Đường mắm cho đường trước. Sao? Anh răng nhiều dầu tí để cho cái dầu ngô á, à dầu tép ấy nó phải lâu bây giờ phải hết nước mới ăn được. Bỏ lại sự đừng quấn lại ngoài mặt nha. Xin gửi quý vị, đây là Quang Cường, sau 3 tiếng chuyển nước biển, anh ấy lại xuống làm bếp bình thường. Hả? Đây là diễn Nhật Trường. Bây giờ bảy rưỡi ra nhá. Nhưng mà mưa to phải làm chứ anh phải làm, anh mai đi rồi. Bảy rưỡi nhá. Ok. Bác ơi đây, Cường ơi. Cường, nấu bia đi. Bia đi em ơi, bia đá đây. Nhậu đây. Ngon mắt của ngon. Đá trượt có đá phun nước tinh chỉ đến chưa đâu thôi đi vào đi cạnh đi. Ngon chưa? Không được rồi, đảo đến tay thì mày không sao là cháy mà đồ ăn sữa đều phải ra hết nước sống đúng rồi, đúng rồi. Phải ra hết nước bắt đầu từng chặng một, khi mà gần hết nước là tôm đã muốn chín rồi, bây giờ chỉ làm cho tôm quắt lại thôi, đúng không? Cho nó cháy nữa, đấy. Rồi nó cho lên là cái này cuốn lên cái lá thì ăn được ngon. Ok.
chúng ta bỏ cái máy ra ở nhà đi làm đá đi, ngày mai không có đá mà uống. Bỏ thùng bia ra ngoài. Đây. Ok, xin chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào lần sau con Cường vào bếp nha. Bị lóc. Bị đưa đèn. À, đưa đèn nữa đây. Sao chưa? Một vàng lượng rồi nhau. Ồ đấy. Một phút rồi. Để khi bơ linh. À, Vinh vừa ăn hả chưa? Còn xong chưa?